cát tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chứ toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thủ lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bích Hà Giá, con thành kính lãnh lễ ngài Từ Siêu cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhược Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhược Quỳnh kính chào đạo tràng. Hôm nay thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2020 Phật lịch 2564. Đề tài hôm nay: giáo trình thắng pháp Abhidhamma. Bài 37: thuộc tánh bất thiện Akusala Chetasika, do tỳ kheo Giác Đẳng biên soạn dẫn nhập. Ngài Tỳ Siêu, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh ngài Tỳ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay, và ngài có nghe được âm thanh của con. Con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý tu nữ Phật tử. Hôm nay chúng ta học về những cái thuộc tính thiện. Nhưng mà chúng ta chỉ mới được nghe giới thiệu một cách khái quát về cái thuộc tính bất thiện thôi. Vào ngày Chủ nhật tới thì được biết rằng chúng ta sẽ học về bốn thuộc tính bất thiện biến hành, hay gọi là si phật. Bây giờ thì xin mời cô Diệp Quỳnh đọc cho bài học, sau đó xin cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng, giảng sư của môn thắng pháp Abhidhamma để giảng giải. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thủ lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Tỳ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn. Xin hoa nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con xin đọc phần chánh văn. Bài học hôm nay: giáo trình thắng pháp Abhidhamma. Bài 37: thuộc tánh bất thiện Akusala Chetasika. Trong ba loại thuộc tánh của tâm là tợ tha, bất thiện và tịnh hảo, thì các thuộc tánh bất thiện tương đối dễ hiểu ngay cả trong cách nói vĩ mô. 14 thuộc tánh bất thiện đều có thể hiểu như thường được định nghĩa trong kinh tạng với rất sai biệt. Tâm bất thiện và thuộc tánh bất thiện. Tâm bất thiện có ba thứ là tâm tham, tâm sân, tâm si. Thuộc tánh bất thiện có 14 là si, vô tàm, vô quý, sống phóng dật, tham, tà kiến, mạng, sân, tật, lận, hối, hôn trầm, thủy miên và hoài nghi. Sự phối ngẫu giữa 14 thuộc tánh bất thiện với ba thứ tâm bất thiện cho thấy nhiều khía cạnh tế nhị trong tâm lý học Phật giáo.
Ví dụ trong quan niệm bình thường thì tà kiến là si mê, nhưng trong thắng pháp nói rõ tà kiến chỉ có mặt trong tâm tham. Màu gốc và màu pha có sự sai biệt lớn giữa bản liệt kê của thuộc tánh bất thiện trong thắng pháp tạng và bản liệt kê các pháp bất thiện trong kinh tạng. Thí dụ như ganh tị hoặc bọn sẻn được xem là thuộc tánh bất thiện trong lúc ngoan cố hoặc giả dối thì không có. Đi vào thuộc tánh của tâm cho thấy có những trạng thái bất thiện thuộc căn để và có những trạng thái bất thiện là sự hỗn hợp. Điều này tương tự như trong hội họa từ ba màu gốc là xanh, vàng, đỏ có thể pha ra thành rất nhiều màu khác. Giới hạn của cách trình bày vĩ mô. Không phải ở bất cứ phương tiện nào thì sự đào sâu của các thuộc tánh của cho thấy cái nhìn sâu sắc về các pháp. Nhớ nói về các thuộc tánh là nói theo cách vĩ mô. Thí dụ như trường hợp thuộc tánh tham không nói hết vai trò của ái trong tứ đế và giáo lý duyên khởi mà chỉ mô tả là sự dính mắc đối với cảnh. Ngài Narada bày tỏ ý kiến của người ta có thể thất vọng vì học thắng pháp để tìm hiểu những phương cách trị liệu tâm lý. Thắng pháp chỉ nêu lên những trạng thái bản thể của hiện tượng giới trong lúc nói về vai trò phổ quát của các pháp thì rất nhiều phương tiện diện kinh tạng trở nên cần thiết, đều giúp nắm rõ vấn đề. Trong thuộc tánh bất thiện như sự phân nhóm mang ý nghĩa quan trọng. 14 thuộc tánh bất thiện được chia thành 5 nhóm: si phần, tham phần, sân phần, hôn phần và nghi phần. Sự phân nhóm này không đơn giản vì cùng thể loại mà do những lý do đặc biệt. Ví dụ thuộc tánh lận, keo kiệt, bỏng sẻn. Theo cách hiểu bình thường của thuộc tánh về tham, nhưng theo thắng pháp thì nằm trong nhóm sân phần. Nên lưu ý về trạng thái của từng thuộc tánh vốn rất dễ hiểu trong loại thuộc tánh bất thiện và nhóm nào mà mỗi thuộc tánh được liệt kê. Điều này sẽ soi sáng một số khía cạnh rất lợi lạc và khi học về thuộc tánh của tâm. Có những pháp bất thiện dường như không bất thiện, nên hiểu thắng pháp nói về thiện hay bất thiện theo ý nghĩa hiện tượng tự nhiên hay thực tính chứ không theo đánh giá của luân lý tôn giáo. Uể ải giả dưỡi trong cách nhìn bình thường không có gì là xấu, nhưng mà thuộc tánh bất thiện. Sự phân vân cũng là thí dụ khác. Người học thắng pháp nên học theo cách cởi mở ghi nhận ở giai đoạn đầu để dễ dàng hấp thụ. Đi sâu vào các phần sau sẽ dễ nhận ra những lý do tại sao có sự khác biệt giữa bản chất và hiện tượng. Nên cẩn thận. Chữ thuộc tánh Akusala Chetasika nên hiểu đơn thuần là không đẹp, không tốt, nhưng chưa hẳn là ác. Ở đây chỉ là thuộc tánh chưa hẳn đến mức độ ác xấu, như sự thể hiện rõ nét hay qua quá trình hành động. Dạ, xin quý vị vào link lớp học Buddha Dhamma để thấy bản minh họa. Hình như là dạ cảm ơn đang nhận việc, hình như Nhật Quỳnh bị thiếu. Dạ con tri ân sư. Thuộc tánh bất thiện, dạ con bị thiếu rồi. Ngữ và nghĩa: thuộc tánh bất thiện là phiền não ký lê xá, thường được hiểu là đồng nghĩa, nhưng nên hiểu có sự khác biệt theo kinh tạng và thắng pháp tạng giữa cách nói vi mô và đại loại, giữa sự thôi thai và thể hiện qua quá trình. Dạ con xin sám hối, con đã thiếu một đoạn.
Nam Mô Bụt Thầy giá và bản chánh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng đông đông thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay, và con kính nhân Bích Đánh Sư ạ. Kính đảnh lễ thượng tọa tuệ siêu, đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, trong mấy bài học vừa qua thì chúng ta dành thời giờ để học về các thuộc tánh trợ tha. 13 thuộc tánh trợ tha là xúc thọ tưởng tư, định mạng căn tác ý, tâm tư thắng chạy cần hỷ dục. Thì đa số là cho chúng ta một số cái nhìn có tính cách là máy móc, mặc dù rất là quan trọng. Qua đó chúng ta hiểu được nhiều về cách làm việc của cái vai trò làm việc của tâm thức như là xúc thọ tưởng tư v.v. Hôm nay chúng ta đi vào một cái loại thuộc tánh thứ hai, chúng ta gọi là thuộc tánh bất thiện. Lẽ ra thì chúng tôi đi ngay vào ở trong bốn cái thuộc tánh đầu tiên gọi là thuộc tánh bất thiện biến hành, tức hay là si Phật. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng rất là cần thiết để chúng ta có một số những dẫn nhập cần thiết đi vào cái nhóm thuộc tánh này. Thật ra thì 14 cái thuộc tánh bất thiện đó tương đối là dễ hiểu hơn nhiều so với 13 cái thuộc tánh trợ tha. Lấy ví dụ như khi chúng ta định nghĩa về mạng quyền tí hay thọ tưởng vân vân thì tương đối là chúng ta bận nhiều cái, chúng ta phải dùng nhiều cái sự suy tư. Nhưng mà khi mà định nghĩa về si vô tàm vô quý phóng dật, rồi tham tà kiến ngã mạn sân tật lận hối hung trầm thủy biên hoài nghi, thì thưa quý vị, những cái thuộc tánh này thật ra là những khái niệm tương đối rất là quen thuộc. Rất là quen thuộc khi mà một người đã đầu sâu ở trong kinh tạng đó, thì chúng ta nghe không có xa lạ. Thậm chí là chúng ta còn dùng được rất là nhiều những cái hiểu biết từ ở trong kinh tạng để hiểu những thuộc tánh bất thiện này. Ở một số khía cạnh mà chúng tôi muốn đề cập đến tại đây đó là về tâm bất thiện và thuộc tánh bất thiện. Tâm bất thiện là một cái dịch tương đối là gọn, khoanh vùng rõ ràng khi mà chúng ta nói rằng tâm tham, tâm sân, tâm si. Và khi nói đến tham, tham, tâm sân, tâm si đó, thì thứ gì hầu như là khi mình mới vào trong thế giới của Phật học, mình đã nghe nói tham sân si và không có điều gì để chúng ta phải cảm thấy bối rối lẫn lộn giữa tham sân si hết. Nhưng mà khi mà mình đi vào 14 cái thuộc tánh gọi là thuộc tánh bất thiện đó, thì thuộc tánh tham, thuộc tánh sân, thuộc tánh si, đó là ba ở trong số 14 thuộc tánh.
Và bên cạnh đó, đó thì còn có 11 thuộc tính khác mà đôi lúc chúng ta không có rõ là tại sao thuộc tính này nó không đi với thuộc tính kia. Ví dụ như là nhiều khi mình cảm thấy rằng cái sự nghi ngờ nó làm trạng thái rất là khó chịu, nhưng mà nó thuộc về, nó lại đi với tâm si mà nó không đi với tâm tham và tâm sân. Hoặc giả là tà kiến mà tại sao nó chỉ đi với tâm tham mà nó không đi với tâm si, thí dụ như vậy. Do đó cái sự phối ngẫu hay là phối hợp giữa thuộc tánh bất thiện và tâm bất thiện đó, nó gợi cho chúng ta những cái nét rất là quan trọng, những điểm rất là quan trọng mà cần phải lưu ý. Tuy nhiên ở đây người học á, là luôn luôn phải tự nhắc rằng hiểu về tâm bất thiện là một chuyện khác, mà hiểu về thuộc tánh bất thiện là một chuyện khác. Hai cái đó rất là khác biệt với nhau. Bởi vì cũng thời tham, mà tham đi với ngã mạn khác, mà tham đi với tà kiến khác. Và cái sự phối hợp giữa tâm và thuộc tâm bất thiện, nó cho chúng tôi xin lỗi là cái trạng thái đó về tâm bất thiện đó, nó có một cái tính cách rất khác với cái thuộc tánh bất thiện. Và hai điều này đôi khi chúng ta hiểu nó chồng lấn với nhau. Chồng lấn bởi vì ở trong thuộc tánh bất thiện nó lại có ba cái thuộc tánh là tham, sân và si. Nhưng mà cái thuộc tánh tham ở trong thuộc tánh nó khác với tâm tham. Cái thuộc tánh sân ở trong thuộc tánh tâm nó khác với tâm sân. Và thuộc tánh si ở trong thuộc tánh này nó khác với trong tâm si. Nói một cách khác thì một người học phải phân biệt rõ là thuộc tánh si là một chuyện khác mà tâm si là một chuyện khác. Tâm si thì nó hoàn toàn khác với tâm tham, tâm sân. Nhưng mà thuộc tánh si ấy, thì nó có mặt ở trong cả 12 tâm bất thiện, tâm tham và tâm sân luôn. Thành ra khi mà chúng ta đặc biệt là học về thắng pháp thì khi hiểu về thuộc tánh si và thuộc tánh bất thiện và tâm bất thiện đó, thì chúng ta hiểu hai thứ khác nhau, chứ không nên hiểu có một sự chồng lấn hay là cái này nhập nhằng qua cái kia. Như chúng tôi nói rằng thuộc tánh si thì có mặt ở trong tâm tham và tâm sân, nhưng mà tâm si và tâm tham tâm sân là hai trạng thái hoàn toàn khác. Bây giờ thì chúng tôi muốn đề cập đến một cái khía cạnh khác mà tương đối rất là tế nhị khi mình đề cập đến những thuộc tánh bất thiện. Nếu mà vị nào đã đọc Trung Bộ Kinh hay Trường Bộ Kinh, nói chung là trong kinh Đảng đó, thì cái danh sách những pháp bất thiện đó có nhiều thứ mà chúng ta thấy rằng ở đây hoàn toàn không đề cập đến. Thí dụ như là ở đây chúng tôi có cái thí dụ là sự ngoan cố, hay là sự giả dối, hay là tự tán quỷ tha, hay là sự vô ơn. Thì những pháp đó đó được nói rất nhiều ở trong những pháp bất thiện mà kinh Tạng đề cập đến. Nhưng mà có lúc chúng ta sẽ hỏi rằng tại sao những pháp giống như là cứng đầu, ngoan cố, nó lại không là một thuộc tánh, mà trong khi đó ganh tị bỏng sẻn nó là một thuộc tánh bất thiện. Tại sao tự tán quỷ tha nó là một phiền não lớn, mà tự tán quỷ tha lại không có thấy đề cập? Hay là ví dụ như ở đây chúng ta có cái 14 thuộc tánh bất thiện, nhưng mà chúng ta không có thấy cái thuộc tánh nào gọi là giải đãi. Thì ở trong lúc ở trong kinh Đảng thì nói rằng giải đãi hay là dễ vui thì dễ ngươi đó, nó lại là một cái pháp nền tảng của nhiều cái bất thiện pháp và của tất cả pháp. Trong lúc đó cái sự không dễ vui, không giải đãi đó, thì nó lại là một cái pháp quan trọng nhất ở trong cái thiện pháp. Thì có thể chúng ta sẽ thắc mắc như vậy. Nhưng mà thưa rằng như vậy là cái thuộc tánh á, chúng tôi tạm dùng cái ví dụ giống như màu gốc và
có những pháp bất thiện mà chúng ta thấy được liệt ghê ở trong nhiều cái danh mục khác nhau ở trong kinh Tạng. Ở trong kinh Tạng có những cái danh bản liệt kê có khi là 16, có khi 21 và nhiều hơn nữa về các cái pháp bất thiện. Pháp bất thiện thì có những pháp bất thiện á, nó vốn là một sự pha trộn của nhiều thứ. Chúng tôi lấy ví dụ như là tự tán hủy tha. Ở trong tự tán hủy tha tức là khen mình chê người đó, thì ở trong đó nó là một sự hỗn hợp giữa cái những cái gọi là mạng, giữa cái đôi khi là cái sân là một cái sự thù ghét người khác, hay là mạng là sự đề cao quá đáng về bản thân mình, và nhiều thứ thì chúng tôi tạm gọi cái đó là một cái thứ pháp bất thiện hỗn hợp, hỗn hợp về pháp. Thì nó giống như trong hội họa mà người ta nói là có những màu gốc, màu chính là màu xanh vàng đỏ trắng là bốn màu, hay là bỏ màu trắng ra thì chúng ta có xanh vàng đỏ, nhưng từ xanh màu vàng đỏ thì người ta lại phá thành nhiều màu khác. Ví dụ như màu màu tím chẳng hạn, nó là một sự pha màu. Bởi vì khi mà nói về thuộc tánh bất thiện thì chỉ có bốn thuộc tánh thôi, 14 thuộc tánh thôi, và 14 thuộc tánh này nó kết cấu với nhau và nó pha với nhau thì nó tạo ra những cái thứ pháp bất thiện khác. Và chúng ta tạm lấy một cái ví dụ là màu gốc và màu pha, về thuộc tánh nó giống như màu gốc vậy. Còn bây giờ thì khi mà chúng ta đi vào cái thế giới của thuộc tánh thì chúng ta phải nhớ thêm một chuyện nữa đó, là ở đây những thuộc tánh là cách trình bày rất là vĩ mô. Vĩ mô tức là một cái thành tố trong một sát na trong. Thành ra cái trình bày vĩ mô này á, đôi khi nó lại tương đối là không có giống như cách trình bày đại loại. Không phải lúc nào trình bày vĩ mô nó cũng trình bày sâu sắc hơn cách trình bày đại loại hết. Lấy ví dụ là khi chúng ta học vào thuộc tánh về tham, thì ở đây đơn giản tham là sự dính mắc. Nhưng mà gọi là tham là dục ái, sắc ái, vô sắc ái. Tham có nghĩa là nguồn gốc của đau khổ. Tham chính là ái ở trong duyên khởi đó, thì cho chúng ta thấy một cái hình ảnh rộng hơn, và một hình ảnh rộng lớn hơn của vai trò của ái. Khi mà chúng ta mới học về thuộc tánh của tham ở đây thì chúng ta chưa thấy. Dĩ nhiên là khi chúng ta học về quyển xứ giới đế thì nói là ái chính là nguyên nhân sanh khổ, hay là chúng ta học về đồ đề tam, đồ đề nhị thì chúng ta sẽ khác đi. Nhưng mà học về thuộc tánh thì nó ở trong một cách nói rất là ly chi, một cách nói rất là vĩ mô, và cách nói đó thì nó chưa có đủ để chúng ta hiểu, chúng ta bao biện hết những cái đề tài liên quan đến ái. Do vậy ở đây chúng ta học thuần, chúng tôi lấy một cái ví dụ là đôi khi quý vị Phật tử nấu ăn mà chúng ta biết về nguyên liệu thì cái hồi chỉ là hồi thôi, nhưng mà khi người ta nấu phở thì hồi đóng một vai trò quan trọng khác. Và lúc bây giờ ở trong phở thì hồi nó sẽ làm cho tăng cái mùi vị phở như thế nào, thì lúc đó chúng ta phải nói cách là cái vai trò của hồi ở trong một số các cái chế biến món ăn. Nhưng mà khi mới học ban đầu thì hồi chỉ là hồi thôi. Và do vậy khi mà mình học vào những cái thuộc tánh này đó thì chúng ta sẽ đi vào cái tánh cách nó gọi là vĩ mô, tức là có tánh rất là ly chi ở trong một cái tâm. Và không phải là thắng pháp không đề cập đến cái vai trò rộng, cái vai trò liên đới, nhưng mà những cái vai trò liên đới đó nó chưa phải là những gì được nói ở trong cái phần nói về thuộc tánh bất thiện này. Chúng ta chú ý về điểm này một chút xíu. Do đó chúng tôi tạm nhắc tất cả quý Phật tử là khi chúng ta học thì chúng ta nên nhớ rằng ở trong thắng pháp mà khi vào đi vào từng chi pháp đó, có nhiều khi nó mang cái tính cách vĩ mô mà nó đòi hỏi chúng ta phải học về duyên hệ, học về duyên sinh, chúng ta học về cái chư pháp tập yếu. Chư pháp tập yếu ví dụ chúng ta học về
ngũ căn ngũ lực thức giác chi, hay là tứ triền tứ phược tứ bọc vân vân, thì lúc đó chúng ta mới thấy được cái vai trò của cái pháp đó, nó có cái liên hệ như thế nào đối với những pháp khác. Còn bây giờ thì nó hoàn toàn có tính cách vĩ mô. Và thưa quý vị, nói về cái vĩ mô và đại loại đó thì chúng tôi phải nói một điều là trên phương diện mà nói chung, nói đại loại đó, thì chính những bài học ở trong Kinh Tạng, Kinh Tạng cho chúng ta biết rất là nhiều về những cái vai trò của các cái pháp mà chúng ta gọi là pháp thiện và pháp bất thiện. Cũng như là khi chúng ta đi vào các thuộc tánh tịnh hảo cũng vậy, hay thuộc tánh bất thiện cũng vậy, thì một số vị mà có cái kiến thức về Kinh Tạng á, thì thật ra thì chúng ta học chúng ta sẽ thấy được tại sao mà cũng thời là vai trò của thọ, vai trò của ái đều là thuộc tánh hết. Nhưng mà trong giáo lý duyên khởi đó, thì ái được xem là một đầu mối, như là giống như vô minh. Thì qua Kinh Tạng thì chúng ta sẽ hiểu nhiều hơn về điểm này. Ở đây chúng tôi không có ý nói rằng cách nói vĩ mô đó của các pháp tạng đó là không có lợi lạc, rất có lợi lạc. Nhưng mà chúng ta hiểu được khi chúng ta nói vĩ mô là chúng ta nói tới một cái gì rất là ly chi. Nó cũng giống như là mình đi vào trong một cái khu rừng, mà chúng ta nói về khu rừng nhiệt đới, khu rừng nguyên sinh, thì nó bắt buộc chúng ta có cái nhìn chung. Nhưng mà nếu chúng ta đi vào từng cây, từng loại thực vật, thì cái sự phân tích nó lại cho chúng ta nhìn một góc cạnh khác. Hai cái phương diện đó nó khác biệt nhau lắm. Và chúng ta cũng nên nhớ rằng cách nói của Thắng Pháp Tạng đó nghiêng về cách nói vĩ mô hơn. Và thưa quý vị, chúng ta sang một cái khía cạnh khác mà chúng tôi muốn đề cập đến tại đây là sự phân loại của các cái thuộc tánh. Thông thường khi mà chúng ta học mà ở trong Kinh Tạng, và có nhiều vị học quen trong Thắng Pháp, là chỉ lưu tâm vào trong cái từng cái trạng thái một, nhưng mà chúng ta không để ý là cái trạng thái đó nó thuộc về chủng nhóm nào. Ví dụ như trong trong Thắng Pháp, không phải là vì tình cờ hay vì lý do gì đó mà người ta chia 14 cái thuộc tánh nó trở thành 5 cái nhóm. Và nhóm si phần có 4, tham phần có 3, sân phần có 4, hôn phần có 2, và nhóm nghi phần chỉ có 1. Không phải là tự nhiên như vậy. Tại sao mà mình không lấy 3 hay là 4? Dạ, thí dụ 3 là nhóm tham, nhóm sân, nhóm. Tại sao hôn phần phải để riêng? Tại sao hôn phần và si phần và hôn phần và hoài nghi không nhập chung lại, vân vân? Thì nó có lý do để phân nhóm. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là khi mà người ta có những cái quy hoạch về xã hội đó, thì người ta làm những bảng thống kê, và trong những bảng thống kê này đó, người ta bắt buộc phải chia ra trong nhiều cách. Thí dụ như là ở trong dân số thì có bao nhiêu thuộc về nam, bao nhiêu thuộc về nữ, bao nhiêu thuộc về những người cao niên và những người trẻ tuổi, bao nhiêu người thuộc lợi thượng lưu, trung lưu, bao nhiêu người thuộc cái lợi tức thấp, rồi bao nhiêu người thuộc giới làm ăn đồ ốc, bao nhiêu thuộc tay chân. Thì cái sự phân nhóm như vậy đó, nó lại có một cái giá trị quan trọng đối với về mặt quy hoạch, về mặt hoạch định cho cái tương lai về kinh tế, về xã hội. Về những này thì bình thường chúng ta biết con người là con người, thì anh A là anh A, anh B là anh B. Và chúng ta cũng nghĩ là phải cần thiết phải nói rằng anh A phải được hiểu rằng thuộc về thành phần trung lưu, anh A thuộc về những người cao niên, anh A thế này thế khác. Nhưng mà thật
trên phương diện mà hoạch định cái tương lai cho một xứ sở đất nước thì cái sự phân nhóm rất là quan trọng. Lấy ví dụ như là ở tại Nhật Bản, người ta nói rằng các cái công dân Nhật Bản thì càng lúc những người trên 65 tuổi càng đông, tức là thành phần cao niên càng đông, thì người ta phải quy hoạch từ cái việc mà xây dựng công viên, xây dựng nhà cửa, tạo ra những cái phương tiện giao thông và những cái thú giải trí, công an việc làm vân vân, để thích hợp đáp ứng được cái nhu cầu của một cái khối rất lớn những người cao niên. Lấy ví dụ như công viên của những người cao niên nó phải khác hơn là đối với những người trẻ, đường đi lại cũng vậy. Nói chung là cái sự phân loại phân nhóm đó, nó luôn luôn quan trọng. Và trong trường hợp những cái thuộc tính bất thiện đó thì cho chúng ta một số điều rất là thú vị. Chúng tôi lấy một cái ví dụ mà quý vị đọc ở tại đây thôi, đó là cái thuộc tính mà về về thuộc tính thuộc về si, thuộc về si phần. Si phần thì ở trong đó nó lại không có hai cái gọi là ngã mạn và tà kiến. Có nhiều người trong chúng ta thì nghĩ rằng ngã mạn là sự chấp ngã, là u mê thì mới chấp ngã, tà kiến cũng là sự u mê chấp ngã. Tại sao nó nằm ở trong cái nhóm thuộc về tham mà nó không nằm ở trong cái nhóm thuộc về si? Chúng ta sẽ đi vào điều đó khi mà chúng ta học sâu vào. Hay hoặc giả là hoài nghi chỉ có ở trong tâm si, tại sao hoài nghi không nằm ở trong si phần mà hoài nghi lại nằm một cái nhóm, một cái thuộc tánh riêng lẻ, không nằm trong si phần? Nó cũng là một cái điểm rất là lợi lạc. Do vậy khi mà mình học trong bài học này đó thì nếu mà quý vị nào có theo dõi bài học từ ban đầu thì quý vị có nghe thượng tọa Tuệ Siêu nói về việc làm sao để cho cân phân các bài học. Ví dụ như là có những cái nhóm thuộc tánh định thảo biến hành có 19 thuộc tánh, rồi có những nhóm chỉ có một là trí tuệ chẳng hạn. Thì quả thật là có những ngày chúng ta học một nhóm, có những ngày học hai nhóm, có những ngày chúng ta học chỉ nửa nhóm hay là một phần nào đó thôi, chúng ta không có đi trọn đúng như vậy. Tuy nhiên luôn luôn là chúng ta giữ cái sự phân nhóm là điều quan trọng, và điều quan trọng để khi mà học các thuộc tánh này. Từ tới một khía cạnh khác mà chúng tôi muốn nhắc ở tại đây là thông thường kiểu của chúng ta đó, cái hiểu của chúng ta về pháp bất thiện đó, nó mang tới cách là luân lý. Ví dụ đó là điều ác xấu, điều đó là điều sai quấy, điều đó là điều cần được lên án, vân vân. Cái khái niệm đó nó không có nằm ở tại đây. Ở tại đây bất thiện đơn thuần là cái trạng thái đó, nó đi với tâm bất thiện và nó không tạo nên điều tốt đẹp. Nhưng mà chữ bất thiện ở đây nó không nghĩa là sai quấy đâu. Chúng tôi lấy ví dụ như là hai cái pháp mà chúng ta thường nghe, đó là hôn trầm và thủy miên. Dĩ nhiên là hôn trầm và thủy miên nó liên quan đến giải dười, quế quải, buồn ngủ hay là mê ngủ, hoặc giả là nó liên hệ đến cái mà chúng ta gọi là lười biếng và quế quải lười biếng. Tuy vậy hôn trầm và thủy miên không bao giờ được xem là cái gì ác, cái gì xấu và lỗi trong xã hội. Bây giờ hồi tối này chúng tôi có việc thức khuya, sáng nay thức dậy thì chúng tôi thức dậy một cách quế quải, hay là hiện nay thì chúng tôi đang sinh hoạt bằng cái tâm mệt mỏi quế quải chẳng hạn, thì cái đó có tội gì? Cái đó đâu phải gọi là xấu, là ác gì, gọi là bất thiện. Nhưng mà thưa quý vị, là cái trạng thái đó đó, hung trầm thủy miên, nó không có mặt ở trong tâm thiện được. Trạng thái nó chỉ đi với tâm bất thiện. Và cái chữ bất thiện ở đây được hiểu là không tốt, không đẹp thôi, chứ nó không phải là ác xấu như là chúng ta để rằng. Ngay cả có một vài trường hợp mà chúng ta lưỡng lự phân vân, thì lưỡng lự phân vân đó, ở đây nó thuộc về một thuộc tính bất thiện. Nhưng mà có một vài lần
chúng ta nghe Đức Phật ngài dạy người Kalama đó, người Kalama họ nói rằng mà Đức Thế Tôn có nhiều vị giáo chủ tự xưng mình là vị giác ngộ, tự xưng mình là người nắm được chân lý, thì khiến cho chúng con rất là phân vân, không biết trong số đó ai là người thật, ai là người không thật. Thì Đức Phật ngài mở đầu câu trả lời của ngài, ngài nói: này hỡi những người Kalama, các con ngờ vực là phải, các con phân vân là phải. Ở trong những trường hợp đáng phân vân, đáng nghi ngờ thì nên phân vân nghi ngờ. Thì khi mà cái sự phân vân ngờ vực chỗ đó đó, nó lại không được hiểu theo cái tính cách là bất thiện. Khi mà nghe nhiều người nói thì mình phân vân, thì Đức Phật xác nhận phân vân là phải. Thì tại sao ở đây gọi là lưỡng lự phân vân là một thuộc tánh bất thiện, mà ở trong bài kinh đó thì dường như là cũng bất thiện? Hay là chúng tôi và Thượng Tọa Từ Siêu cũng có thảo luận nhiều lần, ở trong kinh Đế Thế Sở Vấn thì Đức Phật có dạy rằng có những thứ thọ ưu nên thân cận và có những thọ ưu không nên thân cận. Ví dụ như một người tu tập, đôi khi chúng ta nhìn thấy cảnh tượng não lòng, những cái cảnh tượng về vô thường vân vân, thì không phải là chúng ta không có chán nản, chúng ta không có buồn phiền, và thậm chí cái chữ yểm ly, chữ chán nản đó, ở trong Phật pháp đó, ở trong mà chúng ta thường nói đó, nhiều khi cái sự chán nản đó nó cũng gần với cái thọ ưu, gần với cái gọi là sân phật. Nhưng mà cái thọ ưu này, cái sân này nó lại không có, nó không thể gọi là bất thiện, nó không gọi là xấu, mà có những trạng thái sân đó là bất thiện. Thì chúng tôi muốn nói rằng những cái trạng thái mà chúng ta gọi là bất thiện ở tại đây, chứ bất thiện không nên hiểu là xấu, là ác không, mà có nhiều khi đối với chúng ta rất là vô thưởng vô phạt, như là buồn ngủ quê quại, hay là hoài nghi, hoặc là trạng thái khó chịu về cái gì đó. Do đó khi mà chúng ta hiểu về những cái thuộc tính này đó, thì chữ bất thiện ở tại đây, bất thiện mà nghe dường như là không bất thiện chút nào. Mình phải hiểu như vậy. Và một lần nữa, theo cách nói vĩ mô thì nó hơi khác hơn một chút. Thưa quý vị, cũng khi đề cập đến thuộc tính bất thiện này, thì chúng tôi muốn là chúng ta nói rõ là sự khác biệt trong phần ngữ nghĩa đó, giữa chữ bất thiện và phiền não. Chứ phiền não đó thì dĩ nhiên là người ta có nhiều cách nói, có nhiều cái định nghĩa lắm, nhưng mà căn bản là phiền não đó nên hiểu là nó có sự nung nấu sôi sục, chẳng những nung nấu mà nó có tác động những pháp khác. Và đôi khi đối với các thuộc tánh thì nó không đến nỗi như vậy. Đôi khi các thuộc tánh nó chỉ là một cái pháp mà đồng sanh thôi, chứ nó không có đến nỗi. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là chữ Uttacca là chữ dao động, dao động cái tâm không có bình ổn ấy. Thì chữ Uttacca, khi chúng ta đi học vào tuần tới, chúng ta sẽ thấy nhiều lúc nó cũng chưa đạt đến cái mức độ mà chúng ta gọi là phiền não như là chúng ta hiểu bình thường, nhưng mà có nhiều trạng thái phiền não thì không được đề cập đến ở đây. Thật ra khi mà chúng ta học vào các thuộc tánh bất thiện thì chúng ta khoan, chúng ta khoan đi đến cái kết luận tất cả những điều này đều là phiền não hết, mà chúng ta hiểu rằng đây là những thuộc tánh không đẹp, những thuộc tánh đi với tâm bất thiện, đơn giản như vậy thôi, đừng đi quá xa. Và cái chữ phiền não đó nó có những cái nhìn mà tương đối là đậm hơn, có sự thể hiện hơn, có cái tác động mạnh hơn hơn là chỉ là những thuộc tánh bất thiện. Chúng tôi phải nói một điều rằng khi chúng ta đi vào các cái thuộc tánh bất thiện này, là nó ở một trạng thái tương đối rất là phôi thai, rất là sơ khởi ban đầu, và từ cái thuộc tánh bất thiện nó tạo nên phiền não, từ phiền não nó tạo nên hành động bất thiện đó. Đôi khi nó phải qua một quá trình và nó rất là khác biệt với nhau, rất là khác biệt. Nên chúng ta cần hiểu rõ là những thuộc tánh này nhiều lúc nó không phải là bất thiện. Theo cái hiểu bình thường,
mất thiện quyền từ chúng thì nó là ác, là xấu, là sai, là quấy vân vân. Nó chỉ là những cái thuộc tính mà đi với tâm bất thiện và ở trong một cái mức độ phổ thải nhất. Và thưa quý vị, tại sao mà chúng tôi phải nhấn mạnh đến điểm này nhiều lần? Bởi vì riêng ở trong Phật học, nếu mà đưa ra những cái bản liệt kê về phiền não, nhất là chúng ta học trong Trung Bộ Kinh, thì thưa quý vị, có rất nhiều, rất nhiều phiền não, nó lại lớn, nó lại sai biệt hơn là cái thuộc tính bất thiện này. Dĩ nhiên có nhiều khi nêu ra rất là ngắn, nhiều khi nêu dài, tùy theo bản liệt kê. Dù sao đi nữa thì người học về Thắng Pháp nên có cái cách hiểu rộng rãi, đừng có đôi khi đóng khung nhiều quá. Dạ, đóng khung. Chúng tôi có nghe một vài vị giảng đó, các vị nói rằng nói cho đúng thì phiền não chỉ có 14 cái thôi. Dạ, họ đưa ra 14 thuộc tánh bất thiện. Thì như vậy đó, cái thiện như vậy là hơi hẹp rồi. Dạ, tại vì sao vậy? Cái thuộc tánh bất thiện là khác mà cái phiền não mà chúng ta được biết ở trong kinh tạng là đề cập đến một phương diện khác. Chúng ta không nên chọn cái này mà mình loại cái kia. Chúng tôi xin, hồi nãy chúng tôi có nhắc quý vị tới là có nhiều cái trạng thái mà như là tự tán quỳ tha, hay là giả dối, hoặc giả là ngoan cố, hoặc là tăng thượng mạng, vân vân, những điều đó không, quý vị sẽ không tìm thấy trong những thuộc tánh này. Yeah. Nó là một sự hỗn hợp của một số các phiền não, và nó là một sự thể hiện, nó rất khác với những cái phiền não gốc, những cái pháp bất thiện của tất cả phô thai này. Và dù sao đi nữa thì về cái này đó, chúng ta sẽ hiểu nhiều hơn khi mà chúng ta đi qua phần về chư pháp tập yếu, như là về tứ lậu, tứ bộc, về những cái mười kiết sử vân vân. Thì quý vị thấy trong mười kiết sử như nó là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, thì giới cấm thủ quý vị sẽ không thấy ở tại đây, hay là thân kiến không thấy ở tại đây, không có nghĩa là không có. Không có nghĩa là không có, mà nó có cái chi pháp. Ví dụ như là giới cấm thủ thuộc về tà kiến, mà tà kiến ở đây lại được hiểu một cách rất là đơn giản giản dị, chứ chưa nói đến thường kiến, chưa nói đến đoạn kiến, chưa nói đến giới cấm thủ vân vân. Thì việc đó chúng ta sẽ bàn sau, thưa quý vị. Và tuần lễ đây đó, thì chúng ta chỉ có cái khái niệm về về thuộc tánh bất thiện thôi, chứ chúng ta chưa có đi sâu vào những thuộc tánh này. Bây giờ thì thưa vị, sáng nay là chúng tôi có một việc là chúng tôi khoảng chừng 15 phút trước khi kết thúc chương trình thì chúng tôi phải rời room để vào tụng kinh cho một Phật tử. Do vậy bây giờ thì để xin thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu, và Thượng tọa Tuệ Siêu thường đó có ở trước máy không? Dạ, nếu Thượng tọa Tuệ Siêu có ở trước máy, xin Thượng tọa hoan hỷ nói cho vài lời. Và trong lúc Thượng tọa Tuệ Siêu giảng về phần ngày hôm nay thì cũng sẽ thêm một ít các câu thảo luận, và sau đó thì kính thỉnh Chư Tăng hoan hỷ giúp để hoàn tất phần còn lại của chương trình hôm nay. Bình thường là tôi xin sự tỏ có ở trước máy và có nghe được không? Có vẻ như thượng tọa Tuệ Siêu không có mặt ở trước máy. Thượng tọa Pháp Tân ơi, thượng tọa Tân có nghe được không? Nếu thượng tọa Pháp Tân nghe được, xin thượng tọa hoan hỷ nói cho vài lời ở trong lúc xong các cô thảo luận. Và cũng không thấy thượng tọa Pháp Tân, đại đức Pháp Tính ơi, đại đức Tính có mặt ở trước máy không? Hôm nay hy vọng, dạ, tốt quá. Dạ, tỉnh đây đức Tính hoan hỷ nói cho vài lời, bởi vì cũng cần để chuẩn bị một vài việc. Xin kính thỉnh đại đức Pháp Tính.
Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Con xin thành kính bệnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con xin thành kính bệnh lễ đến Sư Phụ Tuệ Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tăng, Thượng Tọa Minh Hành, cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thính nữ. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Qua pháp thoại Thượng Tọa Nhất Đẳng giảng về thuộc tánh bất thiện Akusala Chetasika. Thật ra đó quý vị, thì cái môn học này chúng tôi rất là thích. Và hơn nữa đó, khi mà được nghe các vị giảng sư thuyết giảng nhiều, hình như là mình càng cảm thấy nó sáng tỏ hơn. Cũng như hôm nay thì chúng tôi được nghe cái thí dụ của Thượng Tọa khi mà nói tại sao những cái thuộc tánh, thí dụ như là si phần, tham phần, sân phần và hôn phần và sở hữu ngoại nghi, thì tại sao mà nó được chia ra từng phần như vậy. Thì thật sự ra đó, quý vị biết rằng khi mà chúng tôi học đó, thì chúng tôi chỉ biết theo sách vở phân ra từng phần như vậy thôi. Nhưng mà ngày hôm nay thì nghe Thượng Tọa đưa ra cái thí dụ giống như là một cái xã hội khi mà người ta có cái sự mà phân định đó, thì người ta sẽ lập ra cái nhóm này là cái nhóm gì thuộc ở trong xã hội, và được phân chia ra từng nhóm như vậy. Thì thật sự ra đó, nhờ như vậy đó mà sẽ làm cho quý vị nó dễ hiểu hơn và nó dễ nhớ hơn là tại sao mà mình cần phải có cái sự phân chia ra như vậy. Thì nếu mà nói về cái môn vi diệu pháp này thì quý vị thấy rằng bất cứ một cái phần nào cũng vậy, nếu mà chúng ta muốn đào sâu vào thì cũng có cái phần để mà chúng ta đào sâu vào, hoặc là nếu mà chúng ta muốn được dễ hiểu thì chúng ta phải cố gắng theo dõi những cái bài giảng của từng vị thì sẽ làm cho chúng ta càng ngày nó sẽ càng có cái sự mở rộng hơn. Ở trong ngày nay đó, có nhiều người á, người ta hỏi rằng tại sao ở trong vi diệu pháp á, mình không chia theo cái ngôn ngữ của ở trong thời nay. Thì thật sự ra đó, cái công việc này nó rất là khó quý vị. Cái công việc này nó rất là khó. Tại sao mà chúng tôi nói khó? Thứ nhất á, cái người á, mà muốn chuyển qua cái ngôn ngữ thời nay đó, thì cái người mà muốn chuyển như vậy đó, thì thứ nhất á, là phải có cái nền tảng sâu sắc về tâm tâm sở sắc pháp niết bàn, có nghĩa là biết được những cái thuộc tánh mà một cách sâu sắc, rồi cái người đó phải có cái kiến thức của thế gian thì mới chuyển được, mới chuyển được quý vị. Còn nếu mà mình không khéo đó, mình sẽ làm cho nó thêm cái phần mà nó thêm cái phần mà nó rắc rối hơn quý vị. Cũng như quý vị thấy rằng ở trong các cái tâm có một cái có tâm là vô trợ và hữu trợ, thì có người đó thì người ta cứ chuyển qua là vô dẫn với hữu dẫn, thành ra đó quý vị biết rằng nó sẽ làm cho cái người học sau này đó cảm thấy nó có một cái điều gì đó nó hơi lủng củng, hoặc là nó hơi chi phối đó. Thì chính vì cái điều này mà chúng tôi muốn nói rằng là thật sự ở trong vi diệu pháp á, mà muốn chuyển qua cái ngôn ngữ ở trong cái thời đại này đó thì cũng chuyển được, nhưng mà phải có những vị coi như là vừa thâm sâu về cái kiến thức
ở trong Phật học, nhất là ở trong A Tỳ Đàm, mà phải vừa có cái kiến thức rộng rãi về cái xã hội, thì cái người đó mới chuyển được. Vậy thì nếu mà như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng là ở trong cái môn học này đó, chủ yếu là chúng ta học về cái gì quý vị? Chủ yếu là chúng ta học về cái thuộc tánh, hoặc là những cái tính chất, những cái tính chất của từng sở hữu, những cái tính chất của từng sở hữu. Thí dụ như chúng ta thấy rằng là đối với tại sao mà ở trong cái phần ở trong gọi là cái si phần, si vô tàm vô quý phóng dật, tại sao ở trong những cái tâm sở này đó thì nó được gọi là bất thiện biến hành, bất thiện biến hành. Mà đối với những cái tâm sở khác đó thì nó không được gọi là cái có cái từ là biến hành ở trong đó. Thì chúng ta học về những cái điều đó đó, thật sự ra đó, chúng ta mà đào sâu vào đó thì mình thấy rất là hay. Cũng như là bây giờ chúng ta chỉ lấy một cái trường hợp thôi, mình lấy một cái trường hợp thôi, là tại sao mà bốn cái tâm sở ở trong cái phần mà bất thiện biến hành đó, là tại sao mà nó luôn luôn có mặt ở trong những cái tâm bất thiện. Thì nội mà chúng ta phân tích ra cái điều đó, đó thì nó cũng rất là hay rồi quý vị. Thật ra đó thì quý vị biết đó, chúng tôi thấy những cái vị học giả mà học lên thạc sĩ với tiến sĩ đó, khi mà họ làm những cái luận văn để mà tốt nghiệp đó, thì chúng tôi nhìn những người đó đó, chúng tôi có cái cũng có cái niềm mà ao ước phải chi mà mình dự phần mình được có mặt ở trong những cái chương trình học đó đó, thì chúng tôi sẽ lấy những cái điều này ra đó để mà làm một cái luận văn tốt nghiệp, thì chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ độc quyền hơn, và nó sẽ cũng như là nó độc quyền mà nó sẽ sinh động, mà nó sẽ rất là mới, và nó sẽ làm cho mọi người người ta sẽ thu hút vào một cái đề tài như vậy. Thật ra thì quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta chỉ cần mà lấy cái đối với những cái tâm sở bất thiện mà biến hành, mà tại sao mà nó có mặt ở trong những cái tâm bất thiện, nó luôn luôn có mặt ở trong những cái tâm bất thiện, thì nội mà chúng tôi nghĩ những cái điều đó thôi đó mà mình viết lên một cái bài văn hoặc là mình viết lên một cái luận án vân vân, thì chúng tôi nghĩ rằng đi chung quanh ở nơi đó nó càng ngày mình cảm thấy mình sẽ hiểu được và nó có nhiều cái vị ngọt ở trong đó quý vị. Thí dụ như bây giờ mình nói rằng là tại sao mà cái tâm bất thiện, những tâm bất thiện luôn luôn có cái si phần là những cái tâm sở bất thiện mà nó có mặt ở trong đó đó. Thì nếu mà mình ngồi mình phân tích ra đi, quý vị. Thí dụ như bây giờ một cái tâm tham nó sanh lên, tâm tham nó sanh lên, thì nó có đối với những cái sở hữu tự tha đó, thì mình không nói rồi, nhưng mà bây giờ mình nói là những cái tính chất bất thiện là nó làm chủ yếu ở trong đó đi, thì tại sao mà chúng ta tham, chúng ta tham, thì lúc bấy giờ đó chúng ta sẽ quay lại với tâm tham nó sanh lên có cái si phần, cái bất thiện biến hành này sanh ở trong đó, thì mình đặt câu hỏi ngược lại là tại sao mà chúng ta tham? Tại vì do si á, cái sở hữu si moha che tái xí cá, cái sở hữu si này á, nó che đi cái thực tính pháp rồi, thành ra đó lúc đó đó chúng ta mới tham. Bây giờ quý vị thấy rằng chúng tôi nói xin lỗi, là tại vì chúng tôi muốn trình bày để cho mình dễ hiểu đó. Thí dụ như bây giờ đối với một người mà người ta tu tập mà người ta quán về
bất tịnh đi, người ta quán về 32 thể trược, 32 thể trược, thì mình ở trong đó đó có một cái phần gọi là thí dụ như là mật, là mũ máu hay là nước miếng đi, thì mình quán về cái nước miếng, nước bọt ở trong cơ thể của chúng ta hoặc là ở trong cơ thể người khác, nó là bất tịnh, nó hôi hoặc là nó bất tịnh, nó đáng nhòm gớm vân vân. Nhưng mà tại sao mà lúc đó chúng ta có cái sanh khởi lên cái tham, cái chất vị ở trong đó, thì do trước tiên là chúng ta thấy rằng là do cái sở hữu si, nó che đi cái thực tánh, nó che đi cái thực tánh là bất thiện, nó che đi cái mình quên là cái đối với cái nước bọt, cái nước miếng đó là nó thuộc về mà bất tịnh, thành ra đó lúc đó chúng ta mới sanh khởi lên tham. Hoặc là tại sao mà chúng ta tham, tại vì lúc đó cái sở hữu mà vô tàn vô quý, nó che đi cái thực tánh mà mình cảm thấy mình ghê sợ, mình ghê sợ hoặc là mình cảm thấy xấu hổ với những cái điều tội lỗi đó, thành ra lúc đó chúng ta mới sanh khởi lên cái tâm tham. Vậy thì nếu mà nói chung quy lại, chúng ta mà đặt cái câu hỏi tại sao mà lúc đó chúng ta tham với cái đối tượng đó, tại sao mà lúc đó chúng ta sân với cái đối tượng đó, là tại vì lúc đó đó là do si nó che khuất cái thực tánh pháp rồi cộng thêm cái sức mạnh của vô tàm vô quý nữa, nó không có xấu hổ có ghê sợ với tội lỗi, rồi mình bị cái phóng vật nó chi phối nữa, thành ra lúc đó đó chúng ta mới sanh khởi lên cái tâm tham, tâm tham hoặc là tâm sân. Thì nhờ chúng ta phân tích như vậy đó, thì chúng ta mới biết rằng là khi mà mình học về những cái thuộc tánh mà bất thiện biến hành, là nó có cái lợi ích là như vậy, là khi đó đó mình biết cái cách để mà mình phân tích tại sao mà tâm tham nó sanh lên, tại sao mà nó tâm sân nó sanh lên. Thì quý vị thấy rằng chính cái môn vi diệu pháp này, A Tỳ Đàm này, nó sẽ loại bỏ cho chúng ta, nó sẽ làm rơi rụng những cái tà kiến hoặc là những cái sự mà tranh cãi do tà kiến nó sai sử, hoặc là do cái sự mà chấp thủ nó sai sử. Ví dụ như quý vị thấy rằng nếu mà những người người ta không có đi chuyên sâu về những cái thuộc tánh này, thì đôi khi người ta sẽ bị một cái trường hợp là người ta thí dụ như là người ta đổ thừa quý vị, thí dụ như ở trong cái trường hợp như vậy nè, người ta nói rằng là tại cái cảnh đó nó đẹp, thành ra tôi mới dính mắt. Hoặc là có những lúc đó, quý vị biết không, có người ta nói với tôi là tại chùa mình mở cửa thì mới tạo điều kiện cho ăn trộm nó sanh khởi lòng tham, nó đi đến nó ăn trộm. Thì cái điều đó đó, quý vị thấy rằng nếu mà nói theo thế gian á, là thấy rằng như là có lẽ là đúng, nhưng mà thật sự ra đó, khi mà mình phân tích lại đó thì nó sai. Đâu phải là tại tôi mở cửa chùa mà khiêu gợi cái lòng tham cho ăn trộm nó vào. Chúng tôi mở cửa chùa là để chi quý vị? Để cho bà con, bá tánh hoặc là những người này, những người kia, người ta có cái cơ hội, người ta vào, người ta đảnh lễ Đức Phật, hoặc là người ta ngồi thiền, hoặc là người ta làm một cái chuyện gì đó nó công ích ở trong cái chánh điện. Chứ đâu phải là chúng tôi mở cửa chánh điện mà để mà khiêu gỡ lòng tham cho ăn trộm. Có nhiều người á, quý vị biết không? Người ta cứ nói rằng tại chùa mở cửa vậy đó thì trộm nó thấy không có đóng cửa rồi nó mới sanh khởi cái lòng tham, cái tâm tham của nó, nên nó mới thực hiện cái hành vi là trộm cắp. Thật sự ra bây giờ quý vị nghĩ đi,
Khi mà mình học về những cái thuộc tánh này rồi á, thì mình biết rằng là tại sao nó ăn trộm. À, tại sao nó ăn trộm? À, tại vì à, do cái sự mà vô tàm vô quý, à, do cái à, si nó che lấp à, cái tâm của à, cái người đó, thành ra người ta khởi lên, người ta mới khởi lên cái ý nghĩ là à, người ta ăn trộm. À, chứ không phải rằng là à, tại vì à, cái người đó người ta mở cửa à, mà à, làm cho à, khiêu gỡ lên à, cái tâm hoặc là à, cái sự muốn à, trộm cắp à, của một cái người đó. Đó, thành ra nhờ mình học cái, hoặc là quý vị thấy rằng có những người ta nói rằng là tại cái đối tượng đó à, hoặc là tại cái cảnh đó à, mới làm cho à, cái người kia người ta sanh khởi lên cái lòng tham. Thì nếu mà mình không có biết đó, thì mình tưởng là như vậy, nhưng mà thật sự ra đó tâm bất thiện mình nó nổi lên hoặc là nó sanh lên là do chính cái người đó, người ta không có kiềm giữ hoặc là người ta không có quán xét về cái tâm được, không có quán xét về cái tâm hoặc là cái ý suy nghĩ, cái hành động của cái người đó là do si vô tàm vô quý phóng dật nó che khuất đi, thành ra người đó sanh khởi lên cái tâm tham hay là tâm sân, chứ không phải là do qua mỹ ở đời là không là dục của con ra các cảnh là các cảnh ở đời nó không phải là dục, nó không phải là dục mà do cái tâm ưa thích của con người thì cái chỗ đó mới gọi là dục đó. Thì đây là những cái ý con xin được chia sẻ qua cái bài học mà ngày hôm nay Thượng Tọa đã thuyết giảng. Bây giờ thì con đã thấy Thượng Tọa đã soạn xong các câu thảo luận rồi, do đó con xin thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy Gia. Sao thu cái chuyện để được pháp tính à, Thượng Tọa pháp tính ơi, Thượng Tọa có mặt ở trước máy và Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa pháp tính nghe được, xin Thượng Tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 1. Một lần nữa xin được hỏi Thượng Tọa, dạ thấy Thượng Tọa pháp tính không có mặt ở trước máy à, Siêu Nguyên Thông ơi, Siêu Nguyên Thông có mặt ở trước máy không? Nếu Siêu Nguyên Thông nghe được, xin thỉnh Siêu Nguyên Thông trả lời cho cô thơ lượng số 1. Yeah. Siêu Nguyên Thông, khi mà chúng ta học vào Thắng Pháp thì chúng ta học về Pháp tự nhiên, giống như khoa học tự nhiên vậy đó. Và cái luân lý đạo đức ấy, là dựa trên quan điểm của tôn giáo, của xã hội, của văn hóa. Thì thí dụ mình nói về Pháp bất thiện mà theo tự nhiên và Pháp bất thiện theo luân lý đạo đức ấy, thì nó có giống hay nó khác nhau? Và nó khác nhau thế nào? Xin kính thỉnh Sư Nguyên Thông. Dạ, kính thưa Sư Phụ, con xin tuân lệnh Sư Phụ có đáp án cho câu vợ thảo luận số 1, hỏi rằng, xin giải thích sự khác biệt giữa quan niệm thiện ác theo tự nhiên so với quan niệm theo luân lý đạo đức. Kính thưa Sư Phụ, thường thường thì cái thiện ác này theo cái quan niệm tự nhiên và cái quan niệm theo luân lý đạo đức đó, thì người không có học vi diệu pháp thì thấy nó giống nhau. Nhưng mà nếu mà theo cái vi diệu pháp mà những người Phật tử cũng như tỳ kheo học thì theo Sư Phụ giảng dạy thì có những cái điều mà mình thấy có những cái chi pháp mà nó thuộc về bất thiện, nhưng mà có những cái chi pháp đó thì nó không phải là ác. Thí dụ như hồi nãy Sư Phụ có giảng dạy chỉ là Udachá, đó là cái mà nó
Con trong cái kinh điển con thấy là nó dịch ra những cái chữ là lao sao, hay là tất cả những cái dao động đó, thì mình thấy là đối với cái tâm của một người hành giả theo theo tu hành thì mình thấy cái đó là bất thiện, nhưng mà đối với thế gian thì nó không có hại gì ai cả, cho nên là thành ra có những cái điều mà đối với lại tu hành thì đó là một cái tâm của một cái người mà mình không có là được thanh tịnh, bình tĩnh, thì cái đó là thuộc về bất thiện, nhưng mà đối với thế gian thì nó không hẳn hại ai. Cho nên thì nếu mà mình học vi diệu pháp thì mình thấy có những cái điều phải bắt thiệt, phải bắt buộc, thì nó đưa vào cái ưu đất trá, nó qua bên cái bất thiện tâm sở ra là akusala cittika. Nhưng mà suy nghĩ lại thì mình thấy nó cũng không có là hại ai, cho nên là có những cái điều mà từ nó chi ly như vậy, cho nên người học vi diệu pháp phân biệt rõ cái điều đó. Cho nên là ở trong cái lý thuyết thì nó thuộc về bất thiện, nhưng mà sự thật đó nó đúng như sư phụ nói là nó không có cái gì gọi là ác hay là xấu. Nhưng mà đối với cái người mà tu hành đó, thì cái trạng thái đó là cái trạng thái là cái tâm không được tĩnh lặng. Cho nên là về phân loại đó thì đưa nó về cái akusala cittika, tức là tư tâm sở thiện thôi. Thì thưa sư phụ, con chỉ hiểu được đến đó là do sư phụ nãy vừa giảng dạy. Vì khi mà phân loại thì nó đưa về bất thiện, nhưng sự thật nó không hẳn là ác xấu. Dạ, thì con xin trả lời như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin trao mai lại cho sư phụ để sư phụ qua tiến đến qua cái câu hỏi thứ hai hoặc thứ ba. Những kính cung thỉnh cho tội giúp đẳng quay trở lại tiếp tục điều học chương trình. Xin truyền từ Nguyên Thông. Xin được hỏi Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa có ở trước máy và Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Pháp Tân nghe được, xin Thượng Tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Một lần nữa xin được hỏi Thượng Tọa Pháp Tân, như hôm nay Thượng Tọa Tân không có mặt ở trước máy, Đại Đức Pháp Tính ơi, Đại Thủ Tính có thể trở lại không? Đại Thủ Tính có nghe được không? Ồ, dạ, thấy Thượng Tọa tiêu siêu. Dạ, thấy Thượng Tọa tiêu siêu rồi. Sa thú. Bạch Thượng Tọa tiêu siêu, ở trong Phật học rất có những cái pháp mà chúng ta gọi là pháp bất thiện. Nhưng mà nếu mà nghĩ cho cùng thì những pháp này nó có tính rất là tự nhiên. Nó không phải là do mình xấu, mình ác, mình sai quấy mà nó sân khởi. Thí dụ mình nói là dao động, hay là phóng dật, hay là hoài nghi, sự lực lượng phân vân, hay là hôn trầm thủy biên chẳng hạn. Thì những pháp đó mình gọi là bất thiện, nhưng mà mình có tu được không? Hay là bởi vì nó không có phải là pháp ác,
pháp quý mà nó chỉ bất tự nhiên thôi, thì ra mình cũng không làm gì được. Xin kính thỉnh Sư Tổ Khoan Hỷ giải thích rõ về điểm này. Cung thỉnh Sư Tổ. Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch trên tâm đức kính thường hỷ. Thực ra thì hôm nay chúng tôi đi dạy ở trên học viện từ sáng cho đến chiều, chúng tôi về chúng tôi rất mệt, và vì có mưa đi tới đi lui cho nên chúng tôi muốn cảm định để tắt máy, nhưng mà thấy ở trong rừng không có ai ngoại trừ đã được học tính sự nguyên thông, nên chúng tôi nán ở lại để chia sẻ bớt cái gánh nặng. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, đồng ý là những cái trạng thái dao động, những cái trạng thái ngờ vực, hay cái trạng thái giả dự buồn ngủ, tức là phóng dật quậy ghi hung trầm thị biên, đó là những cái trạng thái tâm sinh lý rất là bình thường mà người đời họ quan niệm như vậy. Nhưng mà đối với người tu thì chúng ta cần biết rằng là chính những cái trạng thái này đã làm cho mũ lực trí tuệ, làm cho tâm trở nên thụ động tiêu cực, và cái trí tuệ nó bị lục, không có sắc bén, không có linh hoạt. Và nếu mà tu tập một cái trí tuệ không có hoặc là không có bén nhạy, làm sao mà thấu triệt được vô thường khổ não vô ngã, làm sao mà có đủ cái sức mạnh để phá vỡ cái màn vô minh đen tối mà được giải thoát. Chính vì vậy mà người tu tập đừng nghĩ rằng đó là những trạng thái tâm rất bình thường do cái đồng hồ sinh học, do cái cơ thể, do cái tâm sinh lý, nó phải là như vậy. Nhưng mà chúng ta phải cố gắng để chúng ta diệt trừ, chiến ngự cho nên ở đây chúng ta vẫn có những cái pháp để chúng ta giảm thiểu các cái trạng thái đó.
trong ba cái, trong bốn cái trạng thái pháp, cái trạng thái phiền não mà trong câu thảo luận số 2 đưa lên đó, thì thú vị hoài nghi được xem như là cái vấn đề cấp thiết phải bỏ, phải bỏ trước, là bởi vì cái hoài nghi truyền cái đó, cái pháp hoài nghi đó, dầu cho mình đang tỉnh táo, không có buồn ngủ, tâm ít có phục vật đi nữa, nhưng mà có cái sự hoài nghi đối với Phật pháp, hoài nghi đối với quá khứ, hiện tại, vị lai, hoài nghi tương sinh, cái sự hoài nghi đó nó phá vỡ tất cả những cái thiện pháp như là đức tin, tinh tấn, trí tuệ. Cho nên cái đó phải diệt trừ trước. Thì muốn diệt trừ, muốn giảm thiểu cái sự hoài nghi đó, thì chúng ta phải tu tập thường xuyên, quán xét về vô thường của đau vô ngã, để có sự nhàm chán việc ly đối với pháp hữu vi. Thì như vậy nó cũng là phương pháp để chúng ta dứt được cái sự hoài nghi, hoài nghi pháp. Rồi chúng ta thường xuyên niệm tưởng đến ân đức Phật, ân đức pháp, đức tăng, làm cho niềm tin, niềm tỉnh tích ra tâm bảo sinh khởi một cách mạnh mẽ, thì nó cũng phá trừ được cái sự hoài nghi. Thứ ba nữa là chúng phải chịu khó học hỏi Phật pháp, nghe pháp, bởi vì trong năm cái lợi ích của cái việc nghe pháp, năm Anisamsa, Thammasavada, Anisamsa, trong năm cái lợi ích của cái sự tính pháp ở trong đó, có điều là nhờ nghe pháp mà dứt trừ được sự hoài nghi, cho nên phải phá vỡ trước. Và một cái pháp môn tu tập khác nữa là sau khi chúng ta có niềm tin ở tâm bảo, chúng ta chuyên học về giáo pháp, đồng thời chúng ta phải có cái sự kính trọng đối với bậc thầy, bởi vì khi mà chúng ta có sự kính trọng đối với bậc thầy đó, thì khi mà vị đó dạy cho chúng ta cái điều gì, giải thích cho chúng ta điều gì, thì chúng ta sẽ nghe theo, và chính nhờ như vậy mà chúng ta mới phá được cái sự hoài nghi. Đó là nói về cái phiền não hoài nghi cái. Còn trạo hối cái ở trong đó, tức là cái sự phúc vật, thì có vấn đề mà tâm tư bị dao động, nó cũng là một cái trở ngại cho cái việc tu tiến. Đừng thấy đó là cái chuyện bình thường. Và do vậy
người bị phóng dật ở trong thanh tịnh đạo có đề cập đến, chúng ta phải giữ làm sao cho thân đồ chỗ ở thì sạch sẽ thoáng mát. Đồ ở đây tức là y phục đó. Bởi vì khi mà chúng ta để cho dơ bẩn ngứa ngáy hôi hám và cái chỗ ở chật chội bực bội thì cái tâm nó phóng dật nhiều hơn, thưa quý vị. Do đó cho nên lấy cái pháp an định trú để mà đấu trị với định, đấu trị với phóng dật, thì chúng ta phải có được cái chi lạc xuất khắc. Có an lạc thì mới là dẹp trừ được cái trọ hối cái. Muốn lạc đây tức là thân đồ chỗ ở phải sạch sẽ, phải thoáng mát, phải dễ chịu. Rồi chúng ta phải chọn một cái đề mục và có cái sự quyết tâm. Ta đâm mút thiết cát, ta đâm mút thiết căng, tức là phải có sự quyết tâm theo cái pháp, theo cái pháp môn tu tập ấy, thì như vậy mới có thể là giảm thiểu được cái tâm khống dật. Nhưng mà thường thường thì cái đề mục gì Đức Phật đã dạy rằng: này chư tỳ kheo, niệm hơi thở ra, hơi thở vào, nếu được tu tập làm cho thuần thục, làm cho sung mãn, thời sẽ đoạn trừ được tầm tư. Tức là cái sự nghĩ ngợi, cái sự phóng dật. Cho nên thoạt đầu thì hơi khó, nhưng mà sau đó chúng ta làm dần cũng quen, biết mình có cái tâm hay bị phóng dật, suy nghĩ chuyện này chuyện khác chẳng hạn, thì cứ mỗi lần mà tới giờ hành thiền, chúng ta chịu khó, chúng ta ngồi, chúng ta quyết tâm chánh niệm theo hơi thở ra, hơi thở vào, hoặc là chúng ta chánh niệm đối với những cảm thọ vui khổ, ngày nào chúng ta cũng làm như vậy thì lâu ngày chúng ta sẽ quen, cái tâm nó bớt phóng dật lại. Còn cái mà hôn trầm thì hai cái này nó đi chung với nhau. Thì khi mà cái đó nó đi chung với nhau, cái trạng thái buồn ngủ giả dự, Đức Phật Ngài dạy cho tôn giả Mahamoggallana, khi tôn giả chưa chứng A-la-hán, mà Ngài ngồi ở đâu thì bị hung trầm thủy miên đó. Thì dứt trừ sự hung trầm đại khái là như vậy: khi đang ngồi mà bị cơn hôn trầm thủy miên, tức là cái trạng thái buồn ngủ giả dự nó kéo đến, thì phải lập tức thay đổi quy y, đứng lên và đi kinh hành tới lui, hoặc là nằm xuống trong chánh niệm. Phải thay đổi quy y như vậy đó thì mới làm cho cái cơn buồn ngủ nó bị xua tan. Một điểm khác nữa là khi mà thay đổi quy y rồi mà nó vẫn cái trạng thái buồn ngủ, thì chúng ta mở mắt ra, đừng có nhắm mắt lại, mở mắt chúng ta nhìn thẳng về phía trước, nhìn thẳng về phía trước. Còn nếu mà ban đêm thì chúng ta nhìn sao trời,
đứng nhìn sao trời. Thì như vậy hồi thì tâm nó bớt bớt không trầm thủy miên. Hay là một cách khác nữa, tức là khi mà bị buồn ngủ giải dựa đó, là chúng ta phải đi đến cái chỗ có ánh sáng tỏ rõ. Chính cái ánh sáng đó làm cho chúng ta được tỉnh thức. Đức Phật đã dạy thế. Và một cách nữa là Đức Phật hay dạy là nếu mà bị hung trầm thủy miên nhưng mà mình nhìn về phía trước, nhìn về sao trời, hay là ở trong cái chỗ có ánh sáng mà vẫn bị hung trầm thủy miên nữa, thì ở đây chúng ta còn một cách để chúng ta xoa, xoa mặt, xoa tay, xoa chân. Khi mà chúng ta xoa như vậy đó, tức là chúng ta đã đấn động, làm cho cái tư tưởng, làm cho cái tâm nó hoạt động trở lại. Thì lúc đó nó sẽ giảm thiểu được cái trạng thái co rút của tâm hung trầm thủy miên. Hoặc là khi mà bị hung trầm thủy miên chi phối, Đức Phật này dạy cái vị đó phải dán chặt lên, dán chặt lưỡi lên nóc giọng và hạ quyết tâm: ta sẽ đoạn diệt, sẽ tiêu trừ cái trạng thái hung trầm thủy miên này. Thì như vậy đó là cái cách để chúng ta tu tập. Nói lý thuyết là như vậy, nhưng mà mỗi một vị hành giả chúng ta sẽ tự mình có cách. Chỉ nói những điều mà Đức Thế Tôn Ngài đã dạy cho tôn giả Mahamoggallana thôi. Cái chuyện mà chúng ta có sự cố gắng nỗ lực đó, thì do chính bản thân mình. Nói tóm lại là có những pháp bất thiện, nó chỉ là tùy, nó giống như là những phiền não nhẹ, có vẻ như là cái đó là tâm lý tự nhiên. Tuy vậy, người tu tập cần phải hiểu rằng trí tuệ không có phát sinh được chính do những cái chướng ngại này. Thì vị hành giả phải cố gắng nỗ lực để diệt trừ. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng như vậy. Nam mô Bụt Thầy. Sa thủ cái chân thượng tọa Từ Siêu. Bạch thượng tọa Từ Siêu, nhân thượng tọa có mặt ở trước máy đó, thượng tọa khoan hỷ giải thích một vài điều. Ví dụ như là khi mà chúng ta học A Di Đàm, đôi khi chúng ta đề cập đến chi pháp, cái pháp đó, cái chi pháp như vậy. Ví dụ như là nói về chánh kiến thì cái chi pháp là thuộc tính về trí tuệ chẳng hạn. Nhưng mà rồi có những cái pháp bất thiện, ví dụ như là sự bố ơn, hay là chúng ta nói rằng sự giả dối, hoặc giả là tự tán quỷ tha, mà để
để có thể nêu ra một cái chi pháp, đó là cái thuộc tánh nào, thì phải chăng rằng có rất nhiều cái pháp bất thiện được nêu ra ở trong kinh tạng mà chúng ta không thể đưa ra một cái chi pháp rõ ràng cố định ở trong thắng pháp, có phải như vậy không? Xin kính thỉnh sư tổ hoan hỷ trở lại. Kính thưa chư tăng, kính thưa quý vị, ở trong bộ Thomas Sankindi của Pháp Tổ của Tạng Diệu Pháp có đề cập đến ba loại Matika, là Thích Ca Matika hay gọi là đầu đề tam. Thì 36 đề đó, 32, 22 đề đó, tức là 66 chi pháp, cái đó có cái chi pháp rõ ràng. Ngay như Thích Ca Matika, tức là đầu đề nhị mà thuộc về áp tâm mát, Đức Ca Matika là đầu đề nhị của tạng diệu pháp, của thắng pháp, như là các pháp nhân, các pháp hữu vô phi nhân, các pháp hữu nhân, các pháp vô nhân, các pháp tương nhân, các pháp bất tương nhân, vân vân, thì cũng có chi pháp rõ. Nhưng mà đối với xuất tận tác thì Đức Ca Matika, tức là nhị địa kinh, thì có những cái pháp mà chỉ pháp đó không có rõ ràng. Tuy nhiên ở trong cái bộ pháp tụ về cái phần Nikhepa Canh Tăng, tức là cái chương mà nói về toát yếu các cái đầu đề, thì ở đây cũng có đề cập đến chi pháp của mỗi một pháp. Thường thường chúng ta thấy như là những cái chi pháp như là sự khó dạy hay cái sự không khâm nhẫn, thì ở đây cái chi pháp cũng có, nhưng mà chúng ta ở trong suốt tăng tác lúc lúc Ca Matika thì những cái pháp đó sẽ lấy cái pháp bất thiện là chi pháp. Thí dụ như tự tánh nghĩ tha, tìm các cái tánh không có thuộc tánh nào mà gọi là thuộc tánh tự tánh nghĩ tha, nhưng ở đây chúng ta phải hiểu nó là cái pháp bất thiện. Nó trợ cho khẩu hành thì nó sẽ ra trợ, nó ra đến pháp tự tánh nghĩ tha, tức là khen mình chê người, vân vân, nó có chi pháp gì. Cũng như trong cái pháp tịnh hảo, khi mà đề cập đến đất hạnh dễ dạy và khâm nhẫn, thì cái chi pháp sẽ là cái tâm đại thiện. Còn cái sự nhẫn nại của trí tuệ hay không, hay là cái sự
Thì lúc đó đó, chúng ta sẽ thêm thêm cái chi pháp. Nói chung đó, tức là hễ cái gì mà Đức Phật đã trình bày, đã nói đến ở trong kinh tạng, thì cái đó nó cũng là một cái pháp chân đế. Như ở trong trường hộ trung bộ của Phật, và hễ có cái pháp chân đế đó, cái phiền não đó là pháp chân đế. Thì đối với phiền não này, đối với pháp bất thị này, thì chúng ta cứ quy ra là cái tâm bất thiện nó tạo ra cái pháp thiện nào đó. Chỉ vậy thôi, chúng ta cứ nhớ là tâm bất thiện đủ rồi. Tâm bất thiện lấy chi pháp đó tạo ra những pháp, những cái pháp trong kinh tạng ẩn khuất chi pháp, thì chúng ta cứ lấy pháp bất thiện làm gốc. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thầy Tòa Giác Đẳng. Bây giờ thì chắc có lẽ là nhờ Đại Đức Pháp Tính Quan Hỷ giúp dùm cho trong khoảng 20 phút. Một khi với những cái câu hỏi mà Thượng Tọa Đẳng của nêu, sa thủ cái trình Thượng Tọa Thiệt Siêu xin thỉnh Thượng Tọa đi nghỉ. Và Đại Đức Pháp Tính ấy, xin Đại Đức Pháp Tính Quan Hỷ giúp cho những câu còn lại. Hôm nay cũng tự nghiệp Đại Đức Pháp Tính là không có nhiều chữ tăng ở trong trong lớp học. Đại Đức Pháp Tính, ví dụ có người nói rằng nói pháp bất thiện thì mình nói là tham sân si là đủ rồi, tại sao mình nói chi cho nó nhiều? Ở đây như là chúng ta nói tới 14 cái tục tánh của bất thiện, thì tại sao mình không nói tham sân si cho nó gọn mà mình nói nhiều như vậy? Thì để Đức Phật có câu trả lời thế nào không? Kính thỉnh Đại Đức Phật Tính. Nam mô Bụt Thầy Giá. Một lần nữa con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Nhất Đẳng cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào đại chúng ở trong room. Em tiếp tục với cái câu thảo luận mà Thượng Tọa vừa nêu lên. Thì nếu mà nói về pháp bất thiện chỉ có ba là tham sân si, thì có đủ để hiểu hết hay không, hay là phải nêu lên 14 cái thực tính của bất thiện? Thì kính thưa quý vị, ở đây đó, do có những cái chúng sanh, có những cái chúng sanh đối với cái trí tuệ, cái sự hiểu biết một cách tóm gọn, hoặc là có một số chúng sanh cần phải có cái được sự chia sẻ và chia sẻ ra cho nó nhiễn, thì chúng sanh đó mới hiểu được, nhất là đối với những cái phương pháp mà tu về thiền quán đó quý vị. Thành ra đó mới chia ra có nhiều cái thuộc tánh. Thì thật sự ra đó, ví dụ như quý vị thấy rằng khi mà chúng ta học ở trong tạng kinh đi, cái vị tỷ kheo tu tập quán thân chân thân, không có để cho tham hay là sân nó khởi lên, thì
Quý vị thấy rằng thường thường đối với những vị mà cái căn tánh mà cao đó, thì khi mà nghe nói như vậy thì đủ rồi. Hoặc là bây giờ chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta tu tập, có những người người ta cũng nguyện người ta đoạn tham sân si thôi, thì nói chung lại như vậy là cũng đủ rồi. Nhưng mà thật sự ra đó, có những người người ta nghe như vậy đó thì người ta chưa có hiểu được, người ta chưa có hiểu được những cái tham đó là gì, những cái sân đó là gì, hoặc là những cái si đó là gì. Thành ra đó, lúc này chúng ta cần phải chia sẻ ra. Thí dụ như quý vị thấy rằng là ở trong cái 14 sở hữu bất thiện, thì ở trong đó nó có cái gì quý vị? Si vô tàm, vô quý phóng dật, hoặc là tham ngã mạn tà kiến, hoặc là sân lận tật thối đó. Thì thí dụ như bây giờ nói về cái sân phần đi, cái sân phần đi, thì nếu mà mình nói thôi ráng tu tập đi để mà bỏ bớt cái sân đi, thì cái người đó người ta nói: ồ, tôi đâu có sân đâu, tôi đâu có sân đâu mà cứ nói tôi là ráng cố gắng tu tập để mà bỏ đi cái sân đó. Đó thì cái người đó người ta nghĩ rằng tôi thật sự ra tôi đâu có sân, nhưng mà tại vì cái người đó người ta không biết đối với cái sự bỏng sẻn nó cũng là sân, hoặc là đối với cái sự mà ganh tị nó cũng là sân, hoặc là đối với cái sự hối nó cũng là sân. Thí dụ nhất là trường hợp mà quý vị thấy rằng những người mà người ta khóc đó, những người mà người ta khóc đó, thì người ta nói rằng là tại tôi mất mát cái đồ đó, hoặc là tôi mất mát đi người thân, thành ra lúc đó tôi chỉ khóc có khóc thôi, chưa có khóc thôi chứ mà sao mà gọi là tôi sân. Thì do cái người đó người ta không hiểu quý vị, người ta không hiểu. Thì đối với cái sự khóc của mình là tại vì sao? Tại vì sao mà mình khóc? Tại vì mình không muốn mất đi cái cảnh đó. Mình không muốn mất đi cái cảnh đó. Mà đối với cái trạng thái của sân là cái gì quý vị? Không hài lòng với cảnh, hoặc là không muốn xa lìa cái cảnh đó, nó không hài lòng, hoặc là nó không muốn mất đi cái cảnh đó. Thành ra cái trạng thái của sân là nó như vậy. Thì đối với một người mà người ta đang khóc, mà người ta đang khóc là có nghĩa là cái gì quý vị? Người ta muốn muốn hủy diệt cái trường hợp mà người ta đang mất mát, đang mất mát đi cái người thân, hoặc là đang mất mát đi cái đồ đạc đồ vật đó. Thành ra chính vì vậy đó mà cái đó gọi là cái trạng thái của sân đó. Vậy thì quý vị thấy rõ ràng, nếu mà chúng ta nói là tham sân si không á, thì nó hơi hạn hẹp quá. Đó cũng như cái trường hợp mà bây giờ mà chúng tôi nói rằng cái người mà người ta đang khóc vì người ta bị mất đi một cái đồ gì đó người ta quý, hoặc là người ta khóc khi mà người ta mất đi một cái người thân, thì người ta nói rằng là tôi chỉ khóc là vì mất đi người thân, mất đi đồ đạc, thì tại sao mà nói là tôi sân, nói là tôi sân? Thì nhờ có những cái thuộc tánh này, nhờ có những cái thuộc tánh này là hối quá, là thành ra mình mới phân tích được cho cái người đó là người ta biết rằng là họ đang sân. Hoặc là quý vị thấy rằng có những người người ta nói không, cái đối với cái đối với cái tư kiến của tôi, đối với cái tôi nghĩ là tu là chỉ thờ cha kính mẹ là còn hơn là đi tu vân vân. Thì người ta có cái sự chấp thủ đó, người ta có cái sự chắc chắn về cái điều đó, nhưng mà hỏi người ta thờ cha kính mẹ là như thế nào người ta không có biết. Hoặc là có những người người ta nói thôi, tôi cần chi phải tu, miễn sao mà tôi ăn hiền ở lành là được rồi, chứ đâu có cần mà phải giống như mấy người mà cứ tới chùa rồi tụng niệm rồi lễ bái đồ này kia mới gọi là tu. Còn tôi ở nhà tôi cũng ăn hiền ở lành, tôi cũng tu vậy, thì mấy người tu cũng ăn hiền ở lành đó. Thì nếu mà mình thấy rằng
cái điều đó người ta nói thì mình nghe thì mình cảm thấy rằng nói gì cũng đúng rồi, nhưng mà thật sự ra đó người ta ăn sao mà gọi là hiền, ở sao mà gọi là lành đó. Bây giờ đó, có người nào đó đó người ta đậu cái chiếc xe ở trước nhà mình, quý vị thấy rằng ở trên mạng đó, quý vị thấy cái trường hợp đó đó, một cái trường hợp rất là nhỏ, người ta đậu chiếc xe ở trước nhà mình, cái mình ra mình nói qua nói lại hồi cái hai bên cãi qua cãi lại, cái đánh nhau, đánh lộn nhau, đánh nhau sức đầu mẻ trán đó. Thì quý vị thấy rằng người ta nói rằng ăn hiền ở lành, nhưng mà ở có lành không? Không có quý vị, không có. Là tại sao? Tại vì mình nói vậy thôi chứ mình phân tích ra gọi là mình ở hiền hoặc là ở lành như thế nào mà mình ăn hiền vân vân. Thì thật sự ra nếu quý vị thấy rằng cũng như có những người, có những người người ta ví dụ như là những cái thức ăn mà nó không có cũng như là khớp với nhau, người ta cũng không chịu. Quý vị, chúng tôi biết có những người người ta thí dụ như là ăn rau luộc thì phải có nước chấm, hoặc là thí dụ như là đối với cá khô thì phải ăn với canh khoai mỡ vân vân đó. Thì nếu mà cho người ta ăn cá khô với canh chua, nhiều khi người ta cũng không chịu nữa đó. Thì thật sự ra đó, nói là ăn hiền, nhưng mà thật sự ra đó, người ta khi mà người ta dọn lên cho mình đó, nếu mà mình là một cái người mà có quyền hành đi, mình có cái như là có bề thế hoặc là có quyền hành đi, thì những cái trường hợp đó mình có ăn hiền không, hay là kêu dẹp xuống hết, dẹp xuống hết, mình đi có tiền có quyền rồi mình đi ra, mình ra tiệm mình mua cái thứ khác mình ăn đó. Thì thật sự ra đó, thì ở trong những cái trường hợp đó đó, thì quý vị thấy rằng ha, nó cũng là tham sân si ở trong đó, tham sân si ở trong đó. Nhưng mà có cái thì nó sẽ thuộc về cái sự mà chấp chặt, hoặc là có cái nó thuộc về cái ngã mạn, hoặc là có cái nó thuộc về tà kiến đó. Thì nhờ những cái thuộc tánh bất thiện này, thì nếu mà mình có học qua rồi thì mình sẽ biết, lúc đó thôi mình có cái sự tà kiến quá, chấp chặt quá. Thường thường thì nói ăn hiền ở lành, nhưng mà thật sự ra đó, mà khi mà gặp cảnh thì không có lần nào mà mình ăn hiền, không có lần nào mà mình ở lành được hết. Thì cái điều này đó, thật sự ra đó, quý vị thấy rằng mình gặp rất là nhiều, có rất là nhiều người, người ta nói về những cái điều này. Người ta nói tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ là đi tu. Hoặc là người ta nói nhất tu thị, nhị tu gia, tam tu chùa, tu chợ gì đó vân vân. Người ta nói thì rất là nhiều, nhưng mà thật sự ra thì không có thực hiện được, không có thực hiện được. Còn đối với những người mà người ta thực hiện được thì chưa chắc gì cái người đó là người ta là cái người tu. Chưa chắc gì người ta là người tu, quý vị. Chúng tôi cũng từng thấy rất nhiều người, rất là nhiều người. Ví dụ như người ta buôn bán ở ngoài chợ đi, người ta buôn bán ngoài chợ đi, thì lớp người ta bị người ta bị những người có thế lực chèn ép, rồi bị những người buôn bán xung quanh người ta hiếp đáp vân vân. Thì rồi người đó người ta vẫn ngồi yên, người ta vẫn ngồi yên ở đó. Thì có lẽ cái trạng thái mà người ta ngồi yên ở đó là do người ta có tâm từ, hoặc là do người ta có tâm tu, quý vị. Đâu phải, đâu phải đâu quý vị. Tại sao mà người đó người ta ngồi yên? Không phải là do cái pháp tu của người ta mà người ta ngồi yên. Do người ta không có quyến thuộc, do người ta đã già rồi, đã yếu rồi, một mình cô thế, rồi người ta không có nhà, người ta không có dòng họ, không có quyền thế vân vân. Thành ra rồi cái cuộc sống người ta phải mưu sinh kiếm sống, thành ra bắt buộc người ta phải ngồi yên ở đó. Người ta chịu những cái lời chỉ trích, hoặc là người ta chịu những cái sự hiếp đáp, người ta chịu bị chèn ép của nó. Chứ thật sự ra là do người ta giống như là bây giờ là già quá rồi, không có sức, rồi không có thân bằng quyến thuộc, thành ra phải chịu cái sự chèn ép đó. Thì cái trường hợp đó đó là không phải là người ta có tu, quý vị, nhưng mà do cái hoàn cảnh môi trường của người ta
người ta không có còn cái sức, cái chỗ dựa nào để mà chống cự lại, chứ không phải là nhất tu chợ rồi nhị tu gia gì hết, là không phải cái điều đó, là cái điều tu. Nhưng mà ở đây thì chúng tôi nhắc ra cái điều này đến chí vị, thì nếu mà cái người đó, đó mà mình có hỏi người ta đó, người ta nói rằng tôi đâu có tham sân si gì đâu, tôi đâu có tham sân si gì đâu, nhưng mà thật sự ra đó là họ có những cái thuộc tánh mà nó nằm ở trong tham sân si, ví dụ như là cái sự cố chấp, cái sự cố chấp của người ta, hoặc là người ta có cái sự buồn ở trong những cái hoàn cảnh đó, thì cái sự cố chấp đó thì nó cũng nằm ở trong cái tham phần. Còn nếu mà người ta buồn ở trong những cái hoàn cảnh đó đó thì nó cũng nằm ở trong cái sân phần, người ta cũng nằm ở trong cái sự cái sân phần đó. Thành ra đó, quý vị thấy rằng đối với khi mà mình nói chung lại là tham sân si, để cho hiểu, cũng như giống như là có những người mà người ta đi đến chùa đó, quý vị thấy rằng kêu người ta nguyện cái phước báo này sẽ chấm dứt tất cả sự khổ ở trên cuộc đời này, ta nói dạ rồi con chịu cái đó. Nhưng mà nói về đoạn tận lậu hoặc để chứng ngộ niết bàn, ta nói thôi xưa con không chịu đâu. Hỏi sao không chịu, con không biết niết bàn là gì hết đó, cái nó mình mới đổi qua là thôi vậy không biết niết bàn phải không, rồi thôi giờ đoạn tận tất cả cái sự, chấm dứt tất cả sự khổ ở trên cuộc đời này, hỏi gì chịu không, ta nói dạ chịu những gì chứ, chấm dứt tất cả sự khổ ở trên cuộc đời này là chịu. Còn mà nói là đoạn tận được lậu hoặc để chứng ngộ bạn không chịu người ta, tại vì người ta không biết. Thì cũng vậy, vì đối với cái pháp tham sân si cũng vậy, mình nói thôi tu tập để mà đoạn tận tham nha, đoạn tận sân nha, đoạn tận si nha, người ta nói được, dạ con chịu. Còn nếu mà mình nói để mà đoạn tận những cái thuộc tánh bất thiện, 14 cái tâm sở bất thiện, thì người ta nói gì mà nhiều vậy, thường thường nghe mấy thầy hoặc mấy sư nói có tham sân si, còn đây tới 14 nó thuộc tánh bất thiện lặng, thành ra người ta không chịu, người ta không chịu, quý vị. Thành ra ở trong đây đó, thì nếu mà mình nói về mà tham sân si không á, thì nó hơi có một cái sự mà nó hạn hẹp quá. Mà khi mà chúng ta phân tích về 14 cái bất thiện đó, 14 cái sở hữu bất thiện đó, thì dễ cho chúng ta thấy được cái đó có trong tâm của mình. Cái sự mà hôn trầm giả dưỡi nè, hôn trầm thị miên giả dưỡi nè, có sinh khởi trong tâm của mình. Còn bữa mình đâu có thấy mình tham sân si gì đâu. Đó, thì khi mà phân tích ra từng thuộc tánh như vậy, thì mình quán xét lại, mình biết mình cái tánh tôi cũng có cái ganh tị. Tôi thấy ai mà được khen nhiều và tôi cũng hơi khó chịu với cái trường hợp đó. Thì nhờ chúng ta học về 14 cái thuộc tánh bất thiện này, thì lúc đó chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy ở trong tâm mình có, cái thuộc tánh đó. Có đôi khi mà mình thấy cái đối tượng đó vậy đó, hoặc là nghe cái lời nói đó, hoặc là ngửi cái mùi đó đó, mình thấy có cái thuộc tánh đó, nó có sanh lên ở trong tâm của mình. Thì nhờ học rộng ra 14 cái thuộc tánh này, nên mà mình thấy, mình hiện được tâm mình có cái thuộc tánh bất thiện đó, thành ra mình mới tìm cách để mà mình đoạn trừ. Do đó đó, nếu mà hiểu cái pháp bất thiện mà chỉ có tham sân si thôi á, thì nó hơi hạn hẹp. Chúng ta cần phải biết nhiều hơn nữa để chúng ta mới nhìn thấy ở trong tâm của chúng ta, và chúng ta mới có cái nguyện vọng để mà chúng ta đoạn trừ những cái thuộc tánh bất thiện đó. Đây là những ý con xin được đóng góp qua cái câu thảo luận mà Thượng Tọa đã nêu. Bây giờ con thỉnh Thượng Tọa trở lại. Dạ, xin thay mặt đại chúng kính trân đại đức Pháp Tướng. Dạ, vì thực ra giấc đẳng hôm nay có chút công việc đã đi ra ngoài và đã rời room, cho nên là còn một câu thảo luận số 5, không biết là sư Nguyên Thông còn ở trước máy không ạ. Dạ, một lần nữa xin hỏi sư Nguyên Thông có ở trước máy không ạ. Dạ, kính thỉnh sư Nguyên Thông với câu thảo luận số 5 ạ.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tuân lệnh sư phụ góp ý cho câu thảo luận số 5 hỏi rằng sorry, các bài học về thuộc tánh bất thiện có lợi thực tế cho hành giả tu tập hay chăng, hay là chỉ là để nghiên cứu Phật học? Kính thưa sư phụ, là các thuộc tánh bất thiện, hồi nãy giờ chúng ta nghe nói là có 14 cái thuộc tánh bất thiện, đó là si, vô tàm, vô ví, vô quý, phóng dật, tham, tà kiến, ngã mạn, sân, ganh tị, sang tham, lo âu, hôn trầm, thủy miên và huệ nghi. Cái 14 tánh Chittasika là cái thuộc tánh bất thiện này nè. Là nếu mình nói ở đây là để nghiên cứu Phật học thì cũng đúng, nhưng mà sự thật là cái người mà Phật tử cũng như là tu sĩ tu học đó, thì biết rõ cái 14 cái thuộc tánh bất thiện này để mà chúng ta chú tâm vào để coi cơ mình đã có hay không. Sự thật là 14 cái thuộc tánh bất thiện này tất cả chúng ta ai cũng đều có cả. Nếu mà không có thì là A-la-hán rồi. Vì mình thấy là cái là si, là cái ngu si, mà trong đó gồm có cái gì là vô tàm, là không có hổ thẹn tội lỗi do cái tâm mình suy nghĩ hành động mình làm. Vô quý là ghê sợ cái tội lỗi mà cái tâm mình để nghĩ đến hay hành động mình để làm. Phóng dật là không có tĩnh lặng, tức là lao sao. Tham là lô phá, tức là cái gì mình cũng tham, từ trong cái tâm của mình, sắc tay mũi lưỡi thân ý, mắt tay mũi lưỡi mình thân ý của mình duyên với trần cảnh bên ngoài, là sắc thân hương vị xúc pháp để mà làm cho mình bị đau sanh luân hồi. Còn tà kiến là cái ngu si của mình, chánh kiến thì không nghĩ đến mà là tà kiến. Còn ngã mạn là cái tự kiêu. Còn sân là cái hành động mà không có bình tĩnh, khi mình thấy điều gì đó ngược lại cái ý mình là mình nổi sân lên. Còn ganh tị là cái cũng là cái tánh xấu. Còn sang tham cũng là vậy, là cũng là ham muốn. Còn lo âu thì cũng là một cái tâm của mình không có được bình tĩnh, mình lo âu. Còn hôn trầm là buồn ngủ, thủy miên là mà cũng giả dụ buồn ngủ, hoài nghi, là không tin tưởng nơi tam bảo. Thì tất cả những 14 cái tâm bất thiện này, nếu các người mà thập Phật tử cũng như là tu sĩ mà chú tâm để ý vào, và mình xem lại trong cái tâm mình có những cái bản chất này hay không, và nếu có thì mình phải diệt trừ. Còn nếu mà mình không có nghĩ đến nghiên cứu, mình nghĩ đến cái 14 cái akusala tesika, tức là cái tâm sở bất thiện này đó, thì những cái tâm sở bất thiện này nó còn nằm ở trong cái tâm của chúng ta mà chúng ta không có để ý diệt trừ, thì khi chúng ta thân hoại mạng chung thì chúng ta đi vào địa ngục. Vì vậy cho nên kính thưa sư phụ cũng như kính thưa đạo tràng, khi mà chúng ta học và chúng ta xét thấy những cái điều này, 14 cái tâm sở bất thiện này nó có trong tâm chúng ta, và cho chúng ta lần lượt trừ diệt đi. Mà chúng ta lần lượt trừ diệt đi thì tâm của chúng ta sẽ không còn cái tâm sở bất thiện này, dịp chúng ta ăn ổn. Cho nên con nhớ có một lần Thế Tôn dẫn 500 tỳ kheo đi ngang khu rừng, rồi Thức Tôn mới nói này chư tỳ kheo, tất cả chúng sanh khi thân hoại mạng chung thì đi thẳng vào địa ngục như nắm đất mà Như Lai bỏ xuống đây. Ngài cầm nắm đất, Ngài hốt nắm đất lên, Ngài cầm bỏ xuống đó. Thì tất cả chúng sanh khi thân hoại mạng chung thì đi vào địa ngục là như thế đó. Rồi còn nói thêm, còn những cái hạt cát, hạt bụi mà còn nằm trong kẻ tay của Như Lai đó, là những người đó thì còn có thể trở lại trần gian này với một cái tướng hảo tốt hơn, hay là đi sanh thiên vào những cõi thiên tương ứng với những cái tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền của cõi sắc giới. Và không vô biên xứ, thức vô bân xứ, vô sự hữu xứ, và phi tưởng phi vượng tướng xứ, là 4 tầng thần thiền của cõi vô sắc giới. Thì người nào mà chứng những tầng thiền đó thì khi thân hoại mạng chung á, thì sẽ đi sanh vào những cõi tương ứng của ngũ tịnh cư thiên. Vì vậy kính thưa sư phụ, là những cái 14 cái tâm sở bất thiện này, cái akusala chetasika này, mà nếu mà chúng ta không học, không biết để mà tự trừ khử nó trong tâm của mình, khi trong tâm của chúng ta còn những cái tâm sở bất thiện, những cái ác bất thiện pháp còn nằm trong đó,
mà không được trừ khử thì Đức Phật giảng dạy rằng khi thân hoại mặc dung thì đi thẳng vào địa ngục. Và mỗi lần khi mà đi vào địa ngục thì rất là khó ra, mà muốn ra được thì phải tỷ 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 kiếp. Vì vậy kính thưa sư phụ, cái câu thảo luận số 5 này là một câu thảo luận có thể nói là toàn bộ giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nằm ở đó. Mà chúng ta không biết, mà không nghiên cứu và không đoạn trừ thì chúng ta đi vào địa ngục như là lời dạy của Ngài. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ, đó là tư tưởng của con về cái câu hỏi số 5 này. Con xin trao mai là cho sư phụ để sư phụ mở rộng thêm bài học hay là đóng rung. Con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Con xin chấm dứt. Dạ, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, sau câu thượng thứ năm cũng là vừa lúc để kết thúc chương trình sinh hoạt ngày hôm nay. Kính tri ân chư vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng. Thưa chào quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Và ngày mai này chúng ta trở lại với giáo trình Trung Bộ Kinh và sẽ do Đại Đức Pháp Tính thuyết giảng. Xin nhờ cô Nhật Quân tiếp tục với phần kết còn lại của chương trình sinh hoạt ngày hôm nay. Xin mời cô. Dạ, sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ớp, sư ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bích Tha Giác và Nhật Quỳnh. Con kính tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân hiện tiền quá tam còn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa pháp hưng thường hiền nhà nhà an khương, chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành phúc quả vì nhân tu sa pang su bang ka lang ka khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa ve
Sapa Sangha Rupa Vena Sodhi Ondu Nirondaran Sapa Sangha Rupa Vena Sodhi Ondu Nirondaran.